Ok và hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ mod 500 anh em Siren Head quẩy phá đường phố ha các bạn ha. Ok thì đây là 500 người anh em Siren Head quái vật đầu loa SCP-659 của mình đây. Đấy, các bạn thấy khi mà 500 Siren Head trên đầu nó có mỗi ngọn đèn sáng sáng nhìn rất là thấy ghét quá các bạn. Ok. Và hôm nay thì tụi mình đã được xả xuống cái trái đất này để quậy phá cái thành phố này. Đấy, hôm nay tụi mình sẽ cho cái thành phố này ăn hành hết nha các bạn. Đây là mình sẽ cho ăn hành hết luôn. Ok, let's go, giết hết các bạn ơi. Thằng nào đụng anh, thằng nào bắn anh là mấy em chơi hết cho anh. Chơi tức tay ngày hôm nay luôn. Đó. Tụi mình vừa mới quậy phá một chút xíu thôi là hả, police tới rồi này các bạn. Nhưng mà mình đâu có sợ đâu, mình tới 500 anh em đâu mà. Đâu police nào tới đây. Mình dám thách các bạn luôn là có thằng police nào tới đây là mình hả chơi hết luôn á các bạn ha. Đấy, police tới rồi nè. Anh em cho mấy thằng police này ăn hành hết cho anh. Này thì cảnh sát giao thông mà. Đấy, mình có mang đệ đâu có sợ đâu các bạn. Đụng tính anh đệ mình là tụi nó xong đời rồi. Tụi mày biết tụi tao là những cái cây thôi, chứ tụi tao không phải là con người, tụi mày biết không? Một thằng tụi tao thôi là tụi mày đã mệt mỏi rồi, chứ đừng nói chi là 500 anh em Siren Head của tụi tao. Đâu thằng nào ra. Một mình bắn thôi là cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chi để mang đệ bắn các bạn. Nè chạy ngu nè. Hôm nay tụi mình sẽ tàn phá cái thành phố này. Đâu nè, police nó bắn tụi bay, sao tụi bay không bắn nó? Chơi đi, để trực thăng anh chơi cho. Đấy. Đấy, chơi hả, súng laser luôn mấy triệu nè các bạn. Đấy. Trời ơi, nó cầm cái súng laser mà nó chạy mà muốn gãy cái lưng của nó luôn rồi kìa. Ốm quá các bạn ơi. Ở đâu rồi trực thăng đâu rồi? Đây mình sẽ chơi trực thăng ha. Để cho mấy anh đợi mình chơi police. Đâu, trực thăng đâu? Trực thăng với chúng tôi à? Trực thăng với chúng tôi à? Để mình xem có thiệt hại nào không. Không sao các bạn ha. Hồi nãy giờ chưa chết người anh em nào hết. Trời ơi mình chơi hả 6 nòng thì còn gì bằng nữa. Đây có SWAT tới luôn rồi nè các bạn. Có SWAT mình chơi SWAT luôn. Anh em cẩn thận nha, tránh xa mấy chiếc xe police ra nha. Để mình sẽ quạt mấy chiếc xe police từ đó. Tại mình có BK để xử lý máy bay luôn các bạn ạ. Đấy tụi mình đã đông mà còn nguy hiểm nữa nha. Chứ không phải đông mà như là nguyên phấn đông là thấy mẹ luôn. Thấy mình cầm BK chạy hả mày? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Tụi mày đâu có chạy được với tụi anh đâu. Ê chết mẹ rồi. Bởi một người anh em của mình đã nằm xuống rồi. Nằm xuống vì mặt trận tổ quốc của quái vật đầu lo tụi mình. Né đi đâu mà né. Đừng có né, anh bắn là đừng có né. Cái này tên là dí mà tụi mày né hả? Chạy mất tiêu luôn rồi. Ôi chạy sao được. Tụi mình sẽ cho thành phố này về thời kỳ đồ đá các bạn ơi. Đây có trực thăng nữa, mình thấy có trực thăng rồi đó. Ôi, lại một người anh em của mình hy sinh rồi. Để tao. Tao chỉ cần cho một cái quả bom vô là tụi nó sẽ đi tông cổ mộ nhà nó hết. 5 sao luôn rồi, ghê chưa? Đây là một cái gọi là mở cảnh báo cao nhất trong GTA 5 luôn các bạn. 5 sao rồi. Trời ơi, Siren Head mà nó đông như kiến vậy á. Nhìn tụi này giống như là mấy cái xương khô di chuyển vậy á. Đó mình thấy trực thăng đang lại nè. Né đi đâu mà né hả cu? Né nè. Năm sao trực thăng nó lại nhiều lắm các bạn ơi. Trời ơi lạng lách ghê vậy. Trời ơi sao chết hết những người anh em của mình rồi. Ôi trái. Ê chết mẹ hết đạn ghê chứ. Trời ơi chết nguyên đám luôn. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Tụi mình vẫn còn rất là đông. Đây chỉ là một cái bề nổi của tảng băng nổi thôi. Ê mình nói cái gì vậy? Đây chỉ là một cái bề nổi của tẩy băng chìm thôi các bạn ha. Mấy này nó ngu lắm các bạn. Tuy là rất là đông nguy hiểm nhưng mà nó ngu lắm. Không biết tại sao bị chết cháy đây luôn. Có khi nào mấy thằng police này nó đã tìm ra cách để chơi tụi mình không? Đâm đầu xuống với tụi anh liền. Để mấy anh bắn phụ em cho. Mấy police này cũng đông lắm. Trời ơi sao mà tiêu diệt hết được tụi mình. Đó các bạn thấy không, tụi mình quơ một hồi là police nó chết hết luôn rồi. Hôm nay thế giới này là của tụi anh và anh có quyền đi bắn súng các bạn á. Nè police nè, police. Sao lấy súng này? Tụi mày đi chết đi. Này thì police cho vô léo tao hả mày? Anh đã nói rồi, thế giới này là của tụi anh và anh có quyền để bắn súng. Tàn sát hết tất cả cảnh sát. Mày hả mày? Dám chơi ra là tụi mày sai lầm rồi đó. Và cái tụi Siren Head này đứng đây nó tàn sát nguyên thành phố này. Chẳng ai dám lại gần tụi nó hết. Chỉ có những gọi là người chấp hành pháp luật, cảnh sát, đặc nhiệm với lại cơ động mới dám lại gần thôi đó các bạn ha. Để bảo vệ thành phố mà. Đó. Nhưng mà tụi này đâu có sợ đó các bạn. Tới bao nhiêu là tiêu diệt hết bấy nhiêu. Rất là dã man luôn. Rất là dã man con ngang luôn các bạn ha. Đó. Nhưng mà tụi đâu có ngờ là trong cái thành phố này còn có một cái đội mà đặc nhiệm hơn cả cảnh sát, còn ghê hơn cả cảnh sát cơ động nữa các bạn. Đó chính là ai? Đó chính là những người anh em Ultraman sẽ sẵn sàng kéo 500 anh em Ultraman ra đây để chơi tụi nó các bạn ha. Khi mà thành phố cần, khi mà người dân cần thì những anh em Ultraman sẽ có mặt, nghe không? Giống như là có ai trong đó không thì có mặt chó tụi này vậy đó. Có cần tôi không? Không cần tôi thì cũng có mặt chó tôi đây. Đấy. Tụi này sắp phải gọi là đụng độ một cái đội mà đặc nhiệm cũng đông không kém gì cái tụi này các bạn ha. Các bạn hãy chờ xem. Ok thưa các bạn. Và khi mà đất nước cần, người dân trong thành phố cần và cảnh sát hay là lực lượng hành pháp cần thì 500 anh em siêu nhân Ultraman đã có mặt ở đây để sẵn sàng chiến đấu với lại 500 cái tụi quái vật Siren Head đó rồi các bạn ha. Ok let's go thôi anh em. Thì cái bọn Ultraman này cũng khá là đông và cũng rất là nguy hiểm không kém vì cái tụi Seagate hết chơi đó các bạn ha. Và khi mà 500 anh em Ultraman nghe tới là cái thành phố này đang bị 500 cái con quái vật Seagate hết nó tàn phá thì những người anh em này đâu thể nào đứng đó nhìn các bạn. Đây. Bây giờ thì hiện tụi nó đang ở gần đây thôi các bạn, không xa lắm. Bây giờ tụi mình sẽ qua đi. Áo chết con mẹ tôi. Mấy ba này chạy xe ác ghê luôn á, chạy từ từ nha mấy ba. Đi thôi nè anh em. Nhanh lên. Đất nước đang cần chúng ta. Ba mẹ tin chúng ta, anh em tin chúng ta. Nhưng mà có người không tin chúng ta. Đó chính là những con quái vật này. Và chúng ta phải cho nó biết thế nào là siêu nhân Ultraman. Chọi đông dữ vậy các bạn. Chạy khắp thành phố luôn. Đây giống như gọi là binh biến vậy các. Những người dân ở đây thì còn chưa biết được cái mức độ nguy hiểm mà 500 cái con Siren Head kia nó đang gây ra đâu các bạn. Bây giờ police chắc luôn cũng là chạy sản luôn rồi. Thôi mệt quá, chạy nãy giờ mệt quá các bạn ơi. Đi bộ luôn rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ ra một cái thông báo khẩn, đó chính là sẽ cấm tất cả xe cộ đi qua cái nơi mà tụi mình sẽ chiến đấu với lại cái tụi Siren Head đó các bạn ha. Tại vì cái khu vực này các bạn cũng biết mà, sắp tới sẽ là một cuộc chiến đẫm máu giữa những người anh em siêu nhân Ultraman và tụi Siren Head đó. Cho nên là tụi mình sẽ cấm tất cả xe cộ qua lại. Ủa gì ghê à, tụi nó đứng ngoài cao tốc luôn hả? À tụi nó đứng vòng vòng đây nè. Giống như là tụi nó bao vây chỗ này luôn mới ghê chứ. Hồi đi thôi anh em, tụi mình sắp chạm mặt tụi nó rồi đó. Ý, hình như là tụi mình đã thấy tụi nó rồi kìa. Đó các bạn thấy không? Ủa đang đứng bên kia kìa. Đúng rồi, tụi mình phát hiện rồi đó. Rồi tụi đứng dọc dọc ấy tụi mới ghê chứ. Để mình đợi những người anh em của mình đi qua. Ở đâu mình đã thấy tụi nó rồi đó. Hay mình thấy rồi. Đi thôi anh em. Hey, tụi nó đứng, tụi nó bao vây luôn nguyên con đường rồi luôn kìa. Mày hả? Bắn nó anh em. Đó, tụi mày sẽ biết thế nào là 500 anh em siêu nhân Ultraman của tao. Rồi mấy anh này bắn cũng gác quá vậy. Tụi mày bắn đi, tụi tao sẽ đứng chỉ đạo nha. Rồi nó kéo tới các bạn ơi. Tao sẽ bắn những cái thằng nào mà gọi là núp lùm. Rồi, các bạn thấy nó manh động không? Tụi nó ít vậy mà tụi nó vẫn hả, tới đây tụi nó càng quét mình mới ghê kìa. Không sao. Cái hàng này nó có cái sừng nữa các bạn. Bắn khó thấy quá. Khó thấy được cái súng. Núp hả mày? Chơi mà trên núp hả mày? Trời ơi, mới bắn gì thôi ba người anh em của mình đã tử nạn rồi hả? Tao sẽ chia lùng mày tới những thằng cuối cùng. Ôi tụi mình đã tử nạn mấy người anh em luôn mới ghê chứ. Đi thôi, tụi đứng bên đây quá trời luôn nè. Tụi đứng khắp thành phố luôn á. Để ý nè anh em. Rồi, lên thôi đi những người anh em. Ôi chết mày, nó khai hỏa mình kia. Những người anh em này không qua được cái cầu này hả? Chậm vậy, nhảy qua. Má mình tưởng đâu những thằng anh em siêu nhân Ultraman nó khôn lắm chứ. Ê chết mày, nó kéo xuống kìa. Chết mẹ anh em mình rồi. Má hỏa lực tụi nó đông quá các bạn ơi. Mình phải cẩn thận mới được. Trời ơi, trên nó bắn xuống nữa chứ. Ở bên đây nè. Ê, để anh em của tao lên, để anh em tao lên. Bắn vậy chết hết anh em tao. Mày hả mày? Bắn chết cha mày luôn. Để nó bắn phụ cho. Đây mình sẽ bắn góc này các bạn dễ thấy hơn ha. Hỏa lực của nó mạnh quá vậy. Chết hết anh em mình. Mẹ tôi bay. Sao tụi này càng ngày càng đông quá vậy? Má đúng là 500 anh em Siren Head của tụi nó. Bắn mỏi tay luôn. Chết đi, chết đi. Mày chết cho tao. Ôi chỗ đâu cũng thấy tụi nó kìa. Chơi mà trên núp mày. Chơi gì đâu anh hùng đâu ba. Rồi. Trời ơi, 500 anh em siêu nhân Ultraman của mình. Mấy anh này không được rồi. Tao sẽ sử dụng tới vũ khí bí mật của tao. Má anh em của mình giết quá trời anh em của mình luôn rồi. Cái con quỷ này nó còn đông quá trời luôn. Mình nghe xe bắn y xì đùng luôn kìa. Chơi mà trên núp hả mày? Má tụi nó đã đông mà nó còn khôn nữa chứ. Trời ơi, nó kéo ra quá trời luôn rồi. Mình vẫn còn mấy người anh em. Điểm thúi tao hả mày? Mình còn lại có 4 người anh em mà mình phải bảo vệ những người anh em này mới được. Vô cạn nó luôn. Đã đông rồi mà còn chứ khôn nữa nè. Tụi mày chơi vậy ai chơi lại tụi mày. Ôi mình bắn, mình nghe nó bắn y đùng trên kia luôn. Ghê vậy. Mình phải bảo vệ những người anh em này của mình mới được. Vậy thôi anh em. Mình nghe chiến sự bên kia căng lắm các bạn. Ôi nhưng nó bắn nhau với tụi nào bên kia thì phải. Như nó bắn nhau với cảnh sát bên kia sao á. Vậy thì mình đi vào bển xem thử như thế nào nha. Mình đã chặn hết xe không cho đi ra ngoài rồi mà. Thôi đâu đâu cũng thấy tụi nó hết trơn á. Tôi giống như là zombie vậy á. Mình cầm xuống này mình nhảy không có được. Bên đây cũng còn vài thằng nè. Tại mình cầm xuống này mình bắn các bạn dễ thấy hơn ha. Ôi chết mẹ anh em, mình như bị quay rồi. Mình xuống cứu anh em mới được. Hình như có mấy thằng trên đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đầu đầu cũng thấy tụi này hết trơn hết á. Nó bắn nhau quá trời bên kia luôn. Để mình chạy qua bên kia mình xem thử ha. Rồi đầu đầu cũng thấy Siren Head các bạn. Mình còn lại 4 người anh em nha. Lát mình sẽ kêu nó lại sau. Bây giờ mình đi qua bên kia coi coi tình hình chiến sự bên kia như thế nào rồi. Rồi gặp thêm mấy thằng tội phạm nữa chứ. Mày. Đây mấy thằng tội phạm các bạn ơi. Đây có thằng nào trong đây không? Đấy, gặp Siren Head mà còn gặp tội phạm nữa. Ôi police bắn mình nữa chứ. Mẹ tụi bay. Mày chạy đâu tao bắn bể bánh xe tao bay hết. Bắn vậy mà không xi nhê luôn. Mày à, tao bắn với chân nó. Quê rồi, mình chơi bazooka. Hồi nãy giờ mình quên chơi bazooka. mày. Trời ơi. Bắn. Này thì bắn. Châu bội tao. Rồi, ok các bạn ha. Cơ bản thì mình đã tiêu diệt được hết cái tụi Siren Head trong thành phố rồi. Kể cả tội phạm nữa. Tội phạm chưa xong là gặp cái đám Siren Head này mới ghê chứ. Nhưng mà đâu vào đó một chuyện là ổn thỏa rồi. Ok các bạn ha. Xem như tụi mình đã trút bỏ được một phần gọi là gánh nặng rồi. Nhưng mà những người anh em của mình hôm nay hy sinh quá nhiều. Tuy là mình còn thêm những người anh em nữa, nhưng mà sự mất mát này đối với mình là quá lớn các bạn. Đó, thành phố Cờ Bộ đã yên ổn rồi đó. Khi mà Ultraman, Medifair tưởng đâu là yên ổn rồi, nhưng mà không ngờ sự thật rất là tàn nhẫn các bạn. Khi nó đã phát hiện ra thêm những con Siren Head rất là to nằm ngoài kia nữa. Thì ra đây chỉ là những đứa con của tụi nó thôi. Bây giờ khi mà những đứa con của nó bị tiêu diệt hết rồi, thì bây giờ nó mới xuất hiện ra. Coi bộ đây là một bài toán rất là nan giải đối với lại những người anh em siêu nhân Ultraman các bạn ha. Khi mà tiêu diệt hết đám con, lại xuất hiện ở đám mẹ và đám cha. Nhưng mà không sao, tụi mình có robot mà các bạn. Ok, và mình sẽ hẹn phần 2, tụi mình sẽ lấy robot ra và chiến đấu là cái tụi Siren Head bự này các bạn ha. Và cái phần này của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu chưa có ý kiến và những video nào hay là những yêu cầu nào mình chưa làm, các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Và ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở phần 2 của cái series này nha.